Ơi, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm có lẽ là những mẹ mà nuôi bé hoặc là những mẹ thích sử dụng hàng Úc thì không còn xa lạ gì nữa. Nhưng mà có những mẹ mà hiện tại đang tìm hiểu hoặc là những mẹ đang muốn tìm hiểu sữa cho bé, sữa tươi cho bé hoặc là sữa cho bé trên 1 tuổi thì Thanh sẽ giới thiệu với mọi người đây. Một sản phẩm Thanh đang để kế Thanh to trình hình đây. Rồi nha. Để xem nè. Đây là sữa tươi nguyên kem A2 mọi người nha. Nhắc tới A2 thì những mẹ mà đã tìm hiểu sơ về sữa Úc thì chắc có lẽ mọi người đã rất quen thuộc với lại cái hãng A2 này rồi. Đây là một cái hãng sữa của Úc rất là nổi tiếng với là cái dòng sữa A2 Platinum, là cái dòng sữa rất tốt cho bé từ sơ sinh cho tới lớn, thì là kể cả sữa bầu luôn. Thì đây là dòng sữa tươi của A2. Đặc biệt là A2 chỉ dùng cái đạm là đạm A2 thôi, không dùng đạm A1 nên rất tốt. Sữa tươi của A2 thì được các mẹ rất là tin dùng. Thường thì sữa tươi các bé nào mà không có bị dị ứng đạm sữa, những bé mà không có những cái đường ruột mà quá kém hấp thu hoặc là quá nhạy cảm thì trên 1 tuổi là chúng ta đã có thể cho bé sử dụng là sữa tươi được rồi. Thì sữa tươi A2 là có thể sử dụng cho bé, nếu mà những bé khỏe mạnh, đường ruột khỏe mạnh, nó không bị dị ứng sữa thì có thể là sử dụng từ bắt đầu 1 tuổi. Còn những bé mà tuổi mà bị dị ứng sữa như nào hoặc là những bé mà có hệ tiêu hóa rất là nhạy cảm đó, thì các mẹ có thể mà xem bé của mình như thế nào, thử cho bé phù hợp, thử từng chút một coi bé có phù hợp không. Nhưng mà đặc biệt á, cái sữa A2 này á thì nó là đạm A2 nên nó rất là dễ hấp thu và hạn chế dị ứng luôn. Nếu mà những bé mà các mẹ mới bắt đầu tập cho bé sử dụng uống sữa tươi á, thì Thanh rất là khuyên mọi người nên cho bé sử dụng đó là cái sữa tươi của A2 này, rất là lành tính với lại cái đường ruột của bé luôn. Các mẹ ơi, các mẹ nhớ một điều nha, là nếu mà bé mới bắt đầu chập chững trên 1 tuổi, các mẹ đang chuẩn bị cho các bé thử uống sữa tươi đó, thì hạn chế uống sữa tươi thanh trùng mọi người nha. Tại vì cái sữa tươi đó chỉ là thanh trùng nhẹ qua thôi, sơ qua thôi, chưa có tiệt trùng hoàn toàn. Nên á, các vi sinh ở trong sữa vẫn còn nhiều, đặc biệt là bé, những cái bé nhỏ, cái hệ tiêu hóa vẫn còn non nớt á, thì mình không nên mà sử dụng cái sữa đầu tiên cho các bé. Mình có thể sử dụng sữa tiệt trùng hoặc là những cái sữa như là sữa tươi dạng bột như thế này sẽ an toàn hơn cho bé. Mình thử thì mình cũng nên thử, mình thử từng chút một thôi. Nhưng hôm nay mình có thể thử cho bé bằng 20ml, ngày mai mình thử chừng 40, mình từ từ lên nhiều. Chứ mà bé đang sử dụng sữa công thức hoàn toàn hoặc là sữa mẹ hoàn toàn, mình đổi một rác, một cái qua một ngày khác mình dùng hoàn toàn sữa tươi, thì có thể là ngay cả người lớn của mình á, thậm chí là cũng còn có thể rối loạn tiêu hóa được. Nói chi các bé, cái hệ tiêu hóa của các bé rất còn non nớt luôn. Nên các mẹ khi mà đổi sữa cho bé hoặc là tập cho bé tập làm quen những sữa khác thì các mẹ nên từ từ thôi nha. Thì Thanh nói cái sữa tươi A2 này là các bé từ trên 1 tuổi là có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà Thanh thấy là Thanh recommend các mẹ là nếu mà mới trên 1 tuổi thôi thì các mẹ có thể cho bé mà dùng song song cả sữa tươi và sữa công thức thì càng tốt hơn. Tại vì lúc đó các bé qua cái quá trình ăn dặm từ 6 tháng tới 1 tuổi rồi, các bé đã có thể ăn khá là giỏi rồi. Nhưng mà các bé cũng chưa có nhiều, bé đa số là bé chưa có hoàn toàn mà lấy được dinh dưỡng từ hoàn toàn từ thức ăn, thì chúng ta nên tiếp tục sử dụng sữa công thức cho bé. Có thể sử dụng song song, trên 1 tuổi thì mình có thể đã sử dụng song song hai loại sữa rồi, nên mình có thể sử dụng là vừa sữa công thức và vừa sữa tươi cho bé. Như vậy sẽ đầy đủ dinh dưỡng cho bé hơn, tại vì trong cái khẩu phần ăn của bé mỗi ngày thì không chắc chắn là chúng ta sẽ cần cân đo đong đếm mà đủ hết tất cả thành phần dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất cho bé rồi. Nên anh rất là khuyên mọi người là nên sử dụng sữa công thức cho bé trên 1 tuổi, vẫn là tiếp tục sử dụng sữa công thức và thêm sữa tươi, chứ đừng mà nếu mà sử dụng sữa tươi hoàn toàn thì Thanh sợ là sẽ dễ gây mà thiếu vitamin cho bé. Đó là những bé mà hơi kén ăn như là bé nhà Thanh thôi nha. Chứ những bé mà gọi là những bé mà ăn ngoan, ăn giỏi rồi á thì không có sợ những cái vấn đề đó. Đặc biệt nữa là những bé mà nếu mà như ông bà ta nói là bé bụ bẩm quá, bé trộm vía quá đó, thì trên 1 tuổi thì chúng ta nên là cho bé sử dụng sữa tươi
đổi qua sữa tươi, không cần sử dụng sữa công thức nhiều nữa. Lúc đó sử dụng sữa công thức một ngày một cữ thôi cũng được rồi, không cần sử dụng nhiều nữa, tại vì lúc đó là cơ thể của bé nó đã rất là đầy đủ, rất là hấp thu rất tốt rồi. Thì sữa công thức lúc nào á, cái bảng thành phần á, nó cũng sẽ dài nằm dặc hơn là cái sữa tươi. Sữa tươi ở đây chúng ta sẽ chỉ có vài cái phần ghi thôi, như là năng lượng nè, protein nè, ở đây chỉ ghi là A2 beta casein, hoàn toàn là đạm A2, đạm dễ hấp thu, đạm hạn chế dị ứng, hạn chế nôn trớ, hạn chế khó tiêu mọi người nha. Như Thanh đã nói những tiếp trước rồi, khi ngày xưa là cái bò chỉ có cho ra sữa đạm A2 thôi thì rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Nhưng dần dần á, theo cái chương trình mà biến đổi gen á, dần dần thì bò đã sản sinh ra hai dạng đạm, đó là đạm A1 và đạm A2. Thì cái dạng A1 đó nó dễ làm cho bé là khó tiêu hơn, dễ đầy hơi, dễ nôn trớ hơn, dễ bị dị ứng hơn. Còn cái đạm A2 vẫn là tốt, đạm A2 có trong bò này, trong dê, trong cừu mọi người nha. Thì cái đạm A2 nó hạn chế dị ứng, hạn chế eczema, sạm sữa đấy, rồi hạn chế bị đầy hơi, bị nôn trớ, bị khó tiêu. Thì cái sữa A2 này đặc biệt là chỉ có đạm A2 thôi mọi người ha. Và sau đó này là cái thành phần canxi. Nếu mà tính trong 100ml sữa pha ra đúng chuẩn á, một gói này 1kg có thể pha ra là 7 lít, thì 140g pha ra là 700ml, thì khoảng 100ml thì chúng ta sẽ pha là 14g. Là mình sẽ pha ra 100ml, thì nếu mà pha chuẩn á, thì trong 100ml sẽ có là 112mg canxi. Thì hiện tại Thanh so với lại Aptamil Pro Futura đi ha. Aptamil Pro số 3 của Úc á, là trên 1 tuổi là 100ml là còn khoảng là 110mg canxi. Còn nếu mà so với lại cái app mới Aptamil của Úc á, thì 100ml số 3 luôn á, là trên 1 tuổi á, 100ml là 130mg canxi. Thì nói chung là cái sữa tươi này nó sẽ không có thấp hơn cái sữa công thức nhiều, chỉ thấp một xíu hơn so với lại là sữa Aptamil thì thấp hơn một chút so với Essensis thôi. Còn hiện tại thì so với lại Aptamil Pro thì thấp hơn rất ít, một bên là 112, một bên là 120, cũng là rất ít. Và đặc biệt nữa đó, cái sữa này á, trên bao bì nhà sản xuất cũng có ghi, nếu mà chúng ta muốn một cái vị đậm đà hơn, muốn một cái sữa mà có công thức mà canxi cao hơn, chúng ta có thể cho thêm một chút bột sữa tươi vào. Đặc biệt á, đây không phải là sữa công thức, đây là sữa tươi dạng bột mọi người nha. Sữa công thức chúng ta phải pha đúng công thức, còn sữa tươi dạng bột thì chúng ta có thể nhúng lên nhúng xuống chút xíu. Thí dụ mà cái sữa giống như là Thanh nói rồi, 14g cho 100ml đúng không, thì nó sẽ là vị chuẩn. Nếu mà thích uống vị nhạt hơn, mình có thể bớt sữa đi, hoặc là thích uống vị đậm hơn một chút xíu, thơm hơn, hoặc là muốn cao lượng canxi hơn thì chúng ta có thể thêm một ít bột sữa vô nữa mọi người nha. Pha làm sao mà mình uống mình cảm thấy là ok, ngon, vừa uống chứ đừng mà ham canxi nhiều rồi pha nhiều thiệt nhiều luôn. Như đây Thanh là ngày xưa mà Thanh còn bé xíu, lúc đó là cái thời xưa lắm luôn rồi đó. Ngày xưa Thanh không có chịu uống sữa, thế là mẹ Thanh pha sữa cho Thanh á. Pha nhưng mà phải gọi là như ta, như cháo loãng gì đó, như cháo gì đó, ép Thanh uống. Thật ra mẹ người lớn ngày xưa cứ nghĩ là miễn nó uống vô người được, pha đặc vậy nó còn tốt hơn, nó còn được nhiều hơn. Nhưng mà không có tốt mọi người nha. Mình pha làm sao cho nó mà nó đúng là sữa, chứ đừng mà pha như là cháo như vậy, hoặc là như là bột ăn dặm gì là không nên mọi người nha. Thì cái sữa tươi A2 này mọi người có thể lấy là làm bánh cho bé nè, làm sữa chua cho bé nè, hoặc là Thanh nghe nói có những mẹ mà có thể mà rắc thêm bột sữa vào thức ăn dặm cho bé nếu mà bé không chịu uống sữa nữa. Cái đó thì Thanh chưa có chứng minh mọi người nha, Thanh chỉ nói cho vui thôi. Còn cái sữa này có thể làm bánh cho bé, làm sữa chua cho bé được hết mọi người nha. Thì cái bịch ở đây Thanh đang cầm á, là bịch full cream milk, có nghĩa là sữa nguyên kem, là cái tem màu hồng màu xanh này. A2 có hai màu mọi người nha, cũng là một cái bịch màu xanh này, nhưng mà cái dòng chữ này sẽ là màu hồng, đó là skim milk. Skim milk là sữa ít béo, sẽ dùng cho những người mà sợ lên tăng cân, chỉ muốn bổ sung canxi thôi.
rồi những bé nào mà bụ bẩm quá rồi, cha mẹ sợ bé tăng cân nhiều, bé thích uống sữa thì chỉ cần bổ sung canxi cho bé thôi thì dùng skim milk. Còn những bé bình thường, những người bình thường không sợ lên cân, không sợ tăng ký thì dùng cái full cream. Full cream thì nó sẽ béo hơn, thơm hơn, còn skim milk thì nó sẽ không béo nữa, tại vì lúc đó là ít béo, tắt béo rồi. Đặc biệt nữa nha, là phía sau mọi người nha, phía sau của full cream á thì là một ký bột sữa như thế này, là một gói như thế này, pha được 7 lít. Mọi người thấy số 7 không? Yeah. Số 7 ha. Còn nếu là skim milk á, cái dãy màu hồng này á, thì sẽ pha được 10 lít mọi người nha. Nó khác nhau chứ không phải cả hai cái đều pha 7 lít hết. Thì Thanh giới thiệu mọi người tới đây. Thanh còn quên một vấn đề ha, là nãy giờ Thanh giới thiệu cho các bạn nhỏ sử dụng thôi. Còn bây giờ Thanh giới thiệu cho các bạn lớn đi, là những các bạn mà thích uống sữa tươi, rồi những người lớn đó, những người mà muốn bổ sung thêm canxi, ngay cả người lớn tuổi trong gia đình chúng ta muốn sử dụng sữa tươi bổ sung thêm canxi á, thì cũng đều có thể sử dụng này. Đây là một cái bịch sữa dành cho cả gia đình cùng uống, mua một bịch sữa về cho ông bà ba mẹ rồi các bé trên 1 tuổi uống luôn đều rất là tiện lợi và pha cực kỳ dễ dàng. Có thể pha bằng nước nguội hoặc là pha bằng nước ấm ấm nếu mà thích uống ấm ấm. Đặc biệt nữa, hãng có ghi ở đây á, nếu mà chúng ta thích mà một cái vị mà một cái vị y chang sữa tươi thì chúng ta có thể mà pha xong rồi để sữa trong tủ lạnh qua một đêm á, sẽ có một cái vị ngon hơn, chắc là lúc đó nó giống sữa tươi hơn sữa tươi mới dắt hơn như thế nào ha mọi người ha. Đó thì giới thiệu với mọi người tới đây thế thôi. Còn mọi người còn thắc mắc gì thêm hay là muốn hỏi thêm giá của em này thì có thể là nhắn tin trực tiếp vô trang fanpage của Thanh, hoặc là direct tin nhắn trên Instagram, hoặc là nhắn tin bằng Zalo hoặc Facebook của Thanh. Số điện thoại của Thanh là 0769845698 mọi người nha. Mọi người gọi nếu mà máy bận mọi người sẽ để tin nhắn, hoặc là nhắn tin vào những kênh liên lạc của Thanh. Thanh sẽ trả lời mọi người sớm nhất có thể. Đặc biệt là những bạn mà hay nhắn tin lên trang cá nhân Facebook của Thanh thì Thanh hôm nay Thanh xin lỗi các bạn một chút xíu, đó là Thanh cực kỳ Thanh có check tin nhắn mỗi ngày nhưng mà Thanh lại hay quên check tin nhắn chờ nên một số tin bạn Aspen rồi. Thế là tin nhắn nó nhảy đùng đùng vô á thì Thanh thấy, hoặc là những bạn Thanh không hiểu làm sao á, không chưa Aspen nữa nhưng mà tin nhắn nó vẫn vô thẳng cái inbox Thanh luôn. Thanh thấy bình thường thì Thanh cũng hay check tin nhắn chờ nhưng mà lâu lâu cái Thanh kiểu như là bận quá cái lú cái quên hay sao á, cái là có những bạn mà nhắn tin vô trang cá nhân Facebook của Thanh xong một tuần sau đợi Thanh mở ra đấy, ôi chết rồi sao mà tút dưới này có những người mà nhắn tin mà Thanh không thấy. Thì Thanh xin lỗi các bạn thật nhiều. Nếu mà các bạn mà muốn trả lời ngay thì có thể các bạn nhắn vào trang Facebook và nhắn vào Zalo của Thanh thì có lẽ là nó tinh tinh rồi Thanh dễ thấy ngay mọi người ha. Hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh. Với lại những bạn mà hay comment ở dưới clip á, Thanh cũng hay check thiếu. Tiếp tục xin lỗi các bạn nha. Các bạn ơi, thì muốn hỏi giá thì như là những lần trước Thanh đã nói rồi, giá mỗi lúc Thanh về Thanh sẽ gom theo là đợt bình thường hoặc là đợt có sale hay như thế nào đó, Thanh sẽ báo giá cho mọi người là hôm nay có sẵn bao nhiêu hoặc là order về bao nhiêu mọi người nha. Bye bye mọi người.